Câu cá từ lâu đã trở thành môn thể thao yêu thích của người dân bản địa và cả những du khách tìm đến vùng đất phương Bắc nước Mỹ, Alaska. Nguồn cá tự nhiên ở đây phong phú tới nỗi người ta có thể đặt cần câu ở bất cứ con suối nào và có thể mang về cả yến cá các loại, trong đó có cả cá hồi. Nhưng mà chỉ có một khó khăn duy nhất với mỗi cần thủ khi đi câu ở đây, đó là phải thuộc những quy định rất khắt khe về câu cá. Hãy cùng chúng tôi theo chân nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam để tìm hiểu về những quy định này. Một khúc suối được cho là có nhiều cá ở Alaska. Hàng chục cần thủ đã ngâm mình trong dòng suối lạnh từ sáng sớm. Ngoài các dụng cụ câu thì có một thứ mà họ không bao giờ quên mang theo bên mình. Đó là giấy phép câu cá. Để câu cá trong khoảng một tháng, nếu là khách, cần thủ phải mua giấy phép với giá tầm 200 đô la. Nếu là dân địa phương, chỉ mất khoảng 1/3 số đó. Và việc mang theo giấy phép bên mình mỗi khi đi câu là bắt buộc, để tiện cho việc kiểm tra tại chỗ. Việc kiểm tra sẽ là ngẫu nhiên và họ chẳng bao giờ báo trước đâu. Nếu có kiểm tra, họ sẽ đi một vòng hoặc họ cũng có thể là bạn câu đứng cạnh anh. Họ sẽ thẩm vấn nếu anh câu sai quy định. Càng về chiều muộn, đàn cá có vẻ kéo đến đông hơn. Đây là lúc các cần thủ cũng đã thấm mệt. Ai cũng muốn kiếm được cá nhanh nhanh để mang về. Nhưng lại ở chỗ là không ít người bắt được cá lại thả cá ra. Chị Christine đến từ Connecticut là một cần thủ điển hình. Anh chỉ được bắt cá khi lưỡi móc vào bên trong hoặc quanh miệng nó thôi. Nếu móc vào các nơi khác trên người cá, bắt buộc phải thả, không sẽ phạm luật. Chị đã gặp trường hợp nào chưa mà lại lo thế? À, 15 năm trước thì có. Bố tôi câu được cá ở sông Moose, New York. Người đứng cạnh thẩm vấn ngay là lưỡi móc vào đâu của con cá. Nếu vi phạm, họ sẽ tịch thu thiết bị câu, phạt nhiều tiền và tạm giữ cả phương tiện, thậm chí sẽ cấm câu trong 5 đến 10 năm. Alaska là bang có quy định ngặt nghèo hơn những nơi khác, bởi cá ở đây thì nhiều, và việc câu cá thì được ví là dễ như ăn bánh. Nhưng quy định chung về đánh bắt cá đều giống nhau trên toàn nước Mỹ. Tiền từ bán giấy phép để duy trì việc tuần tra, kiểm soát và bảo tồn tài nguyên, còn cấm bắt cá bừa bãi là để tránh tận diệt. Để bảo vệ được nguồn lợi thủy sản thì không chỉ cần có luật lệ nghiêm mà cần có ý thức tốt của người dân. Và để hình thành được ý thức tốt của người dân thì lại phải cần có việc kiểm tra thường xuyên hơn. Và ở Alaska thì người ta thấy hội đủ các yếu tố này. Và đây cũng có thể là một trong những lý do chính khiến cho Alaska vẫn giữ được vị trí số 1 trong nhiều năm qua trong việc cung cấp nguồn lợi hải thủy sản cho cả nước Mỹ. Lê Tuyển, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam, đưa tin từ bang Alaska, Mỹ.